Giờ đây mọi người sẽ nấu cơm, nấu cơm để cho mọi người ăn trưa. Tới bữa nay luôn á, chị nghĩ nó qua nè. Bữa giờ đâu qua đâu. Bữa nay có nhà có chuyện buồn đó, chị Thủy qua nè. Anh Thanh là, chú Thanh là bạn tâm giao thân thiết với chị Thủy nè. Thương thầm đó. Thương thầm luôn. Thương thầm đó. Người trong mộng luôn. Người trong mộng á. Này nấu canh hả chị Thi? À, nấu canh chứ mình thấy hồi cái nó teo lại, để nấu bầu đi rồi lát bỏ vô xoăn. Vậy thì mọi người sẽ đi qua bên nhà quen ở bên chị Phương. Chỗ này là chú đang quét dọn chút xíu nữa
đây ngồi vậy. Nhà tang lễ ở đây là cùng một lúc người ta thực hiện rất là nhiều tang lễ luôn, rất là đông, nguyên một cái khu rất là lớn, mỗi một ô là một chỗ để mà người ta làm đám tang. Soạn đồ ăn nha. Này mình nhà mình nấu mình đem qua bên nhà tang lễ nè. Tên có cái tô không vậy thầy? Quên mua tô. Thôi lấy cái dĩa cũng được mà. Ăn tô múc canh á. Cái này đâu? Mỗi bên ba con cá hả? Không. Bỏ một phần của ông Năm. Cơm này múc qua dĩa hay gì? Cơm này không có chị múc qua dĩa cơm, bưng cơm nhanh trước thì bưng em múc chị. Đây là mọi người đang đợi tới 3 giờ chiều thì người ta mới liệm, mới đem ra ngoài này. Còn bây giờ là mọi người vẫn còn đang đợi. Ở trong này lúc nào cũng nhang khói nghi ngút. Có chỗ thì rất là đông nhưng mà có chỗ cũng rất là vắng. Như ở phía bên đây chỉ có một người canh thôi. Chứ bên đây chỉ có một người thôi. Còn phía bên đây đông nè. Bên mình này chắc sắp tới cũng rất là đông. Giờ này mọi người sẽ ăn cơm trước để lát nữa khách tới bắt đầu tiếp khách. Trời hết hồn. Tại nghe. Vậy đi làm chị không ưa không. Xứng đáng 100 điểm làm người ở. Thì đó, bởi vì bữa giờ chị thèm đó. Nó để mất thèm. Đây, bước thứ nhất này nào. Trước giờ là mình chưa bao giờ vô đây. Ở trên thành phố thì do mà đắt chặt người đông cho nên là tang lễ thì người ta sẽ tập trung có một cái nơi để mà làm cái chuyện giống như là để nơi để mà mình làm đám tang vậy đó. Để ngồi ăn được đi. Ngồi ăn đi. Ăn lên lắm, hồi đó bụng đó, hồi đứa đuối sức đó. Anh ngồi anh nhậu anh với ông mình. Ủa phải gặp đôi. Lâm vô ngồi ăn đi. Chuyện vô đi anh Lâm, chuyện vô. Nè ngồi đây đi. Chuyện vô. Ở đây là không có người thân của chú Thanh luôn. Tất cả là chỉ là những người bạn thôi.
Chú Thanh ở chung với hai anh chị này, nhưng mà hai anh chị này là cũng không phải là người thân của chú Thanh, là những người xa lạ nhưng mà người ta quý mến nhau á, rất là quý chú Thanh, cho nên cho chú Thanh ở trong nhà. Chú Thanh không có gia đình cho nên là cũng không có con cái gì luôn, mà bạn bè của chú Thanh thì rất là yêu mến chú Thanh. Mình tiếp xúc với chú Thanh cũng rất là nhiều lần, thấy chú rất là dễ mến. Dạ. Bây giờ người ta bắt đầu soạn đồ. Giờ này khoảng 1 giờ rưỡi bà con. Ta làm mấy cái đế để sẵn. Sau đó là đúng 3 giờ là bắt đầu liệm. Đây là bãi. Dạ, ngồi xem. Hoa
Thanh không có người nhà ở đây, là những người bạn của chú Thanh thôi, nhưng mà rất là yêu thương chú Thanh. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm Quý Mão, gia đình thiết lễ nhập liệm hương linh ông Mai Hữu Phước, pháp danh Thiện Ngọc, sinh năm Đinh Dậu, mất ngày 23 tháng 5 năm Quý Mão, tuổi thọ 67 tuổi. Nguyện chư Phật phù hộ cho hương linh được siêu sanh tịnh độ. Chờ anh sát lại. Giờ này tới giờ liệm mà bà con ơi, giờ này người ta chuẩn bị liệm chú Thanh này. Em biết tôi không? Thân đang tự kỷ nguyên trần nội ngoại đáng địch tàn bàn sái cô một di tác đương sinh kiếp quế bàn di tàng định độ sở gì là bà ngoại trung gian vô cửa quế thánh phẩm nguyên thấm lên lương nam mô tam lương địa bồ tát nam mô tam lương địa bồ tát ma tát phù thủy tốt trần lương nhập tỳ lỗ qua tạng giới các tu du sứ quốc siêu lưng thủy bất tàn gì bậc thánh tăng trần bất nhiễm trần thân tác tự kỷ nguyên trần nội ngoại đáng đợt tàn đàn sái tu một như tác đương sinh kiếp quế ban như thành tịnh độ sở gì đạo nội ngoại trung gian vô cực quế thánh thầm nguyên bấm thanh lương năm nô thanh lương địa bồ tát thanh lương địa bồ tát thanh lương địa bồ tát ma tát dương chi thành thủy. Người đứng đầu, người cao.
rồi lát nó về có gì đây nữa mà phải không? Và một anh với anh bé để tang nhưng mà không có bà con, không có bà con.